Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời nói đầu. Jack Penfield Kỷ niệm gặp gỡ giữa hai chúng tôi không có gì đặc biệt. Tôi vừa đáp chuyến bay quốc nội đến đại học Massachusetts, nơi tôi lấy bằng thạc sĩ giáo dục. Bởi họ mời tôi đến nhận giải thưởng thành tựu suốt đời. Điều tôi cũng không chắc, bởi tôi vẫn còn cả đời để sống. Khi tự giới thiệu về mình, anh đã làm một việc mà hàng ngàn người khác đã và đang làm. Bày tỏ sự ngưỡng mộ của tác phẩm Chicken Soup for the Soul hạt giống tâm hồn của tôi. Nhưng tiếp theo là hành động không mấy ai thực hiện, buộc tôi phải chú ý. Anh đưa cho tôi một thứ, trông như bản thảo viết tay và nói: "Ông Kenfear, không biết ông có vui lòng không để xem qua quyển sách này." Sau đó, anh giải thích mình đã khám phá mọi thứ, có thể thay đổi lĩnh vực phát triển bản thân trước giờ bởi anh đã tìm ra lý do tại sao rất nhiều người thông minh sáng tạo đầy tài năng vẫn bế tắc và cứ thế trượt dài trên con dốc cuộc đời với một chân liên tục đạp thẳng cách nói của anh có điều gì đó khiến tôi chú ý anh hoàn toàn không có vẻ tự mãn hay kiêu ngạo thay vào đó vẻ trầm lặng của anh cho thấy anh chỉ đơn thuần giải quyết được một vấn đề mà bao nhiêu người vướng mắt tôi nhìn sơ qua tập giấy dán băng keo theo đúng nghĩa đen băng keo quấn quanh tập giấy nhìn không hấp dẫn cho lắm nhưng rõ ràng là anh ta đã thu thập được kha khá các cảm nhận ấn tượng từ những độc giả cho rằng tác phẩm của anh đã thay đổi thậm chí trong vài trường hợp cứu vớt được cuộc đời của họ có thể chỉ là cảm tính nhưng có một điều gì đó mách bảo tôi rằng quyển sách này đặc biệt tôi nhìn lên và nói trong được đấy tôi sẽ gửi nó cho đơn vị xuất bản vẻ mặt của anh ấy Lúc đó thật là vô giá. Anh ngạc nhiên như thế, tôi vừa nói ra rằng hẻm núi Grand Canyon là một lỗ hổng to tổ bố. Sau khi quyển sách đầu tiên của Noah được xuất bản, anh và tôi vẫn giữ liên lạc. Khi chứng kiến anh dần dần tiến bộ và giúp đỡ ngày càng nhiều người hơn, thông qua những buổi hội thảo và chương trình đào tạo, tôi cảm thấy như mình là một người thầy đầy tự hào. Nhìn thấy câu học trò trẻ tuổi của mình tác động mạnh mẽ đến hàng vạn người trên khắp thế giới với sự xuất bản của quyển sách này thành công không còn là bí mật tôi cảm nhận được rằng noah sắp tạo ra các bước nhảy vọt đáng kể trong một thế hệ hiếm có ai chịu loay hoay tìm ra câu trả lời vừa đơn giản vừa hiệu quả cho câu hỏi cụ trích tại sao có quá nhiều người tự tước đi thành công của bản thân mình mà lẽ ra họ có khả năng đạt được quan trọng hơn hết cách mà noah giải quyết vấn đề sẽ giúp cho bạn dù bạn đang giàu có hay nghèo khổ hạnh phúc hay bất hạnh thất bại hay thành công nhấc chân khỏi bàn đạp thắng và cho phép bản thân của mình gặt hái nhiều thành công rạng trở hơn trong cuộc sống sự nghiệp và các mối quan hệ mà bạn chưa bao giờ được hưởng dù khía cạnh bạn mong muốn cải thiện trong cuộc sống là gì kiếm được nhiều tiền hơn có thêm thời gian để nghỉ ngơi củng cố các mối quan hệ nâng cao hiệu suất làm việc giảm cân hay trở nên tự tin hơn noah không chỉ giúp cho bạn đạt được mục tiêu đó anh còn chỉ cho bạn cách đạt được chúng một cách nhanh chóng dễ dàng và ít nhọc sức hơn gặp được một người tạo sự khác biệt thật sự cho cuộc đời bạn không phải là chuyện xảy ra như cơm bữa và hơn thế nữa người này còn giúp bạn mang đến sự khác biệt cho cuộc sống của nhiều người khác dù bạn là ai hoặc làm thế nào bạn cầm trên tay quyển sách này thì những trang sau cũng sẽ đưa bạn bước vào một cuộc sống mới Vậy nên, tôi rất hân hạnh giới thiệu người đồng nghiệp và cũng là người bạn của tôi, Noah John, cùng tác phẩm Thành công không còn là bí mật. Trước khi dừng bút, tôi có một câu hỏi dành cho bạn. Bạn còn chờ gì nữa? Thân mến, Jack Hemphrier Bí mật của thành công trong cuộc sống và công việc Đây không phải là quyển sách viết về thành công mà bạn thường thấy. Mới đây, tôi cùng vài người bạn, vốn là triệu phú, dùng bữa cơm trưa tại Los Angeles. Họ là những người có trong túi từ 1 triệu đến 10 triệu đô la trở lên. Khi nhìn quanh bàn ăn, tôi bất giật mỉm cười. Tôi nhận ra cả bọn, không có ai có vẻ bề ngoài nổi bật. Không ai mặc con lê đắt tiền. Một vài người còn lè phè như đi ăn tiệc ngoài trời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chẳng có gì sâu sắc hay là kinh thiên động địa tôi nhận thấy cả nhóm rất đổi là bình thường. Nếu vô tình gặp ai trong số chúng tôi trên đường, hẳn bạn sẽ chẳng ngoái đầu để nhìn lại lần thứ hai. Vậy thì nhóm người bình thường này đã làm gì để nằm trong top những người có thu nhập cao nhất thế giới, trong khi đa số phải vật lộn để kiếm sống qua ngày? Và quan trọng hơn, làm thế nào bạn biết được mật mã của họ để mở khóa thành công trong cuộc sống và công việc? Ở những trang tiếp theo, bạn sẽ biết được điều gì tách biệt 3% người đứng đầu với những cá nhân còn lại trên thế giới. Làm thế nào để dẹp bỏ những suy nghĩ đang kìm hãm bạn? Một công thức hết sức đơn giản, giúp bạn nhấc chân ra khỏi bàn đạp thắng, được thiết kế riêng cho bạn, để bạn không ngừng vươn tới thành công trong mọi lĩnh vực. Noah John là ai? Và tại sao tôi phải nghe theo anh ta? Hẳn bạn đang băn khoăn câu hỏi này trong đầu. Thật ra, như tôi sẽ chỉ cho bạn thấy. Bạn không thắc mắc như thế mới lạ. Vậy hãy cho phép tôi trả lời luôn nhé. Với tư cách là một nhà sáng lập và giám đốc điều hành của SuccessLinux.com, tôi lãnh đạo một công ty đào tạo đi đến thành công ở tầm cỡ quốc tế. Hơn 10 năm qua, nhiều cá nhân và tổ chức thuộc hơn 40 quốc gia đã sử dụng phương pháp của tôi nhằm gặt hái kết quả tốt hơn trong cuộc sống và công việc, đồng thời tốn ít thời gian hơn, tiền bạc và sức lực hơn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, sản xuất và nhân sự Công nhận chất lượng chương trình đào tạo của mình Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như thế Không hề Dù xấu hổ, nhưng tôi phải thú nhận với bạn một điều Khi nghe giới thiệu về tên diễn giả thành công Bạn thường nghe câu chuyện đời của họ đại loại như là Anh ấy hay là cô ấy là chuyên gia bán hàng số 1 Tại bất kỳ một công ty nào họ từng đi làm Từ trong trứng nước hoặc trở thành một triệu phú khi người khác còn đang ngồi chơi game. Chà, yeah. câu chuyện của tôi hoàn toàn ngược lại. Sau khi học vượt lên lớp 8, tốt nghiệp thứ nhì trong lớp, là sinh viên xuất sắc cấp quốc gia, nhận học bổng đại học toàn phần. Bạn sẽ nghĩ tôi là một tương lai tươi sáng ở phía trước, đúng không? Vậy thì bạn sai rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành người có học vấn nhưng thất bại nhất mà bạn từng thấy. Tôi rơi vào vòng xoáy của những công việc không lối thoát như là thư ký bồi bàn tiếp tân bán diều rồi bán áo len thậm chí còn chui vào toilet khi làm quản gia càng về sâu công việc càng khiến cho tôi chán chường trong suốt những năm dài thê thảm ấy hai câu hỏi cứ theo dệt trong đầu tôi tại sao một người học nhiều lại không thành công và tại sao những người ngu ngu hơn tôi lại giàu hơn tôi gấp nhiều lần. Vì thế, tôi đã làm điều mà bất kỳ ai rơi vào tình cảnh này cũng làm. Tôi bắt đầu tìm hiểu về hiện tượng có tên gọi là thành công. Tôi mua sách về đọc, tìm đĩa CD về nghe và tham dự càng nhiều buổi hội thảo càng tốt. Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để đi tìm câu trả lời. Tôi mất hàng năm trời miệt mài nghiên cứu và sau ngần ấy thời gian, nỗ lực và phí tổn. Giờ đây, câu hỏi trong tôi là vì sao một người đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc để nghiên cứu phương pháp thành công, rốt cuộc vẫn túng quẩn? Rồi một đêm tôi vô tình nhìn thấy được câu trả lời. Câu trả lời làm thay đổi cuộc đời tôi. Nó không chỉ giải đáp những câu hỏi trong tôi, mà quan trọng hơn, phát hiện cho tôi còn mang lại lời giải cho hàng ngàn người trên khắp thế giới trong công cuộc tìm kiếm thành công. Và tôi đã sửng sốt khi biết rằng câu trả lời luôn nằm ở trước mắt vì sao tôi chia sẻ với bạn bí mật này như đã nói với bạn cá nhân tôi đã giúp đỡ hàng vạn người thuộc mọi tầng lớp xã hội để tận hưởng thành công và trở nên hạnh phúc hơn nhưng điều tôi chưa nói với bạn là tôi làm việc này vì một mục đích lớn lao hơn cả tôi thành lập doanh nghiệp với một tầm nhìn rõ ràng cụ thể tôi muốn tạo ra một hệ thống mà con người thuộc mọi thành phần đều có thể học làm và hướng dẫn cho người khác một hệ thống mang đến cho họ những kỹ năng và công cụ để trở nên cực kỳ thành công trong mọi lĩnh vực và tôi muốn gây dựng một doanh nghiệp lớn hơn chính bản thân của mình để chúng tôi có thể giúp hàng triệu người khác đang vật lộn với cuộc sống dù đó không phải là lỗi của họ và vươn tới thành công tôi đã đi đúng hướng nhưng giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty buộc tôi phải giảm đáng kể thời gian tôi trực tiếp huấn luyện và tư vấn cho học viên sứ mệnh lớn nhất của tôi hiện giờ là đào tạo và phát triển đội ngũ huấn luyện viên những người sẽ tiếp nối công việc của tôi mang đến cho nhiều người khác những công cụ mở ra tự do tài chính nói thế nghĩa là ngoài một số chuyên gia được chọn lọc trong ngành hầu hết mọi người không có dịp làm việc trực tiếp với tôi vậy nên tôi quyết định tiết lộ các thông tin này để ai cũng được hưởng lợi còn một điều nữa nếu bạn mong chờ những khẩu hiệu sáo rỗng bạn sẽ không tìm thấy đây nếu bạn đang tìm một quyển sách nói bạn không cần làm gì cũng có được điều bạn khao khát thì tôi xin lỗi phải làm bạn thất vọng trong quyển sách này chúng ta sẽ phá bỏ một vài quy tắc và áp dụng những phương pháp phát triển bản thân hiệu quả nhất tôi hoàn toàn nhận thức được rằng một số phương pháp của tôi ban đầu nghe có vẻ là kỳ quặc lắm và điều đó chính là điểm mấu chốt nếu như bạn đã có tất cả những gì mà bạn muốn bạn đâu cần một quyển sách bày cho bạn cách làm, đúng không? Nếu có thời điểm nào trong lịch sử loài người, ta cần thay đổi lối tư duy để xây dựng một thế giới, trong đó tất cả mọi người đều thành công và hạnh phúc, thì thời điểm ấy là lúc này. Nào, ta cùng bắt đầu. Vì thành công của bạn, ước tính cho thấy người Mỹ dành 11 tỷ đô la. 11 tỷ đô la. Đúng như thế, Mỗi năm cho các sản phẩm phát triển bản thân tất từng tật mọi thứ từ sách vở, đĩa CD, DVD cho đến những viên thuốc ăn kiêng. Trong khi đó các công ty Mỹ thì dành hơn 400 tỷ đô la đầu tư vào những chương trình đào tạo cho đội ngũ nhân viên. Cá nhân của tôi cho rằng ước tính như trên vẫn còn quá thấp. Đặc biệt là khi bạn tính đến những chương trình giảm cân, dụng cụ thể thao, sách kinh doanh và tất cả những thứ bạn có thể xếp vào danh mục phát triển bản thân. Vâng. Tôi biết có nhiều thuật ngữ khác hay hơn như là phát triển tiềm năng, cải thiện bản thân, đào tạo chuyên nghiệp vân vân. Nhưng lúc này, chúng ta hãy gọi nó là phát triển bản thân. Lý do số 1 khiến hầu hết mọi người phải vật lộn trong cuộc sống và công việc. Đừng lo, không giống những gì mà bạn từng nghe đâu. Tại sao với ngần ấy thời gian, tiền bạc và sức lực để phát triển bản thân lại có rất ít người sống được một cuộc đời theo ý muốn của họ? một cách hỏi khác đó là tại sao hàng triệu người vốn dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để cố gắng cải thiện bản thân nhưng vẫn trượt dài trên đường đời với một chân luôn đạp thắng câu hỏi tưởng chừng như không có lời đáp này thực ra vẫn có câu trả lời nhưng cũng giống như hầu hết những vấn đề nan giải khác để trả lời thỏa đáng trước hết chúng ta phải biết đặt câu hỏi sâu sắc hơn câu hỏi sâu sắc hơn của chúng ta cần đặt ra là điều gì tạo ra hành vi của con người dù có nhiều cách trả lời khác nhau nhưng tôi cho rằng mình đã tìm ra câu trả lời đơn giản nhất đồng thời cũng chính xác nhất đây là một câu trả lời đơn giản bởi tôi và tôi dám chắc là bạn đã phát hiện ra những giải pháp đơn giản nhất có xu hướng mang đến kết quả tốt nhất và bền vững nhất tôi đã chiếu cái hình này cho hàng ngàn người xem trong những buổi hội thảo và tôi gọi nó là cán cân thành công hãy hình dung trong tâm trí của một cán cân giống như cán cân công lý bạn từng thấy trên các chương trình truyền hình về tòa án đây là dụng cụ dùng để xác định trọng lượng với một điểm tựa ở chính giữa mỗi bên có một đĩa cân trên một chiếc đĩa hãy tưởng tượng chúng ta có một thứ gọi là lý do nên đây là động lực bên trong của bạn hay còn gọi đó là lý do tại sao bạn thực hiện một điều gì đó trên chiếc đĩa còn lại chúng ta có lý do không nên lý do khiến cho bạn không thực hiện một điều gì đó để tôi lấy một ví dụ từ chính cuộc đời bạn vì sao bạn lựa chọn đọc quyển sách này câu trả lời rất đơn giản bạn đọc nó vì bạn biết lợi ích của việc đọc sách lợi ích là cách nói khác của lý do nên lớn hơn chi phí bỏ ra để đọc sách chi phí là cách nói khác của lý do không nên lý do nên hay còn gọi là lợi ích của việc đọc sách đối với bạn có thể bao gồm tôi muốn tìm hiểu xem những người thành công nhất trên thế giới làm gì để áp dụng vào cuộc đời mình để tôi thôi không tự hủy hoại bản thân của mình nữa để tôi kiếm được nhiều tiền hơn và cuối cùng tự tin để nhấc chân lên khỏi bàn đạp thắng và điều này sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn bởi tôi có thể sống một cuộc sống đầy khát khao và từ bỏ công việc tôi chán ghét và đi nghỉ mát nhiều nơi và có nhiều mối quan hệ tốt hơn và giảm cân và tìm thấy tình yêu của đời mình và mua một chiếc xe mới và một căn nhà mới và để thoát khỏi nợ nần tôi tôi có nói là để nhấc chân ra khỏi bàn đạp thắng chưa nhỉ thế còn lý do không nên hay chi phí thì sao chúng có thể bao gồm tôi còn bao nhiêu việc cần phải thực hiện mà Cha tác giả này là ai? Tại sao tôi phải nghe theo ông ta? Nếu đọc đến cuối sách mà vẫn không biết cách nào bỏ chân ra khỏi bàn đạp thắng thì sao? Lỡ nào, chỉ có tác dụng với người khác còn vô hiệu hóa với tôi à? Ông này định chào bán cái gì ấy nhỉ? Tôi từng bị dụ rồi và tôi không muốn điều này xảy ra một lần nào nữa. Tôi đã nói tôi còn nhiều thứ phải làm ngay bây giờ. Tôi đã nói chưa nhỉ? não bộ của bạn giống như một chiếc cân máy làm việc không ngừng từng giây từng phút tâm trí bạn cân đo đong đếm hai mặt được mất của tất cả những hành vi hoặc là hoạt động mà bạn nghĩ đến bạn có nhận ra mọi quyết định của mình đều dựa trên lý do nên và lý do không nên hay không ta hãy cùng xem nhé nơi bạn sống này quần áo bạn mặc này món bạn ăn xe bạn lái công việc bạn làm người bạn quyết định kết hôn hay không thèm cưới món bạn dùng trong bữa sáng hôm nay tất cả đều được quyết định bởi lý do nên và lý do không nên của bạn trên thực tế thì mọi quyết định bạn từng đưa ra đều dựa trên hai yếu tố lý do tại sao bạn nghĩ bạn nên làm so với lý do tại sao bạn nghĩ bạn không nên làm những điều này thì có liên quan gì đến thành công được rồi noah bạn nói. Tôi có thể thấy rằng mọi quyết định của tôi đều dựa trên lý do nên và lý do không nên. Nhưng điều đó có liên quan gì đến thành công? Chẳng lẽ ý anh là nếu tôi tự cản trở mình thành công thì có nghĩa là tôi không muốn thành công à? Tôi có vinh dự được tiếp xúc với hàng ngàn người trong các buổi hội thảo và chương trình cố vấn của mình. Họ là các chủ doanh nghiệp, thành thiếu niên, nhân viên bán hàng và kế toán, nhân viên và ông chủ những người làm việc cho các công ty lớn và các bà mẹ ở nhà nội trợ, đàn ông, phụ nữ và trẻ con thuộc mọi tầng lớp xã hội. Suốt ngần ấy thời gian, tôi chưa gặp một người nào không muốn thành công. Con người, ai cũng khao khát thành công. Ta làm mọi thứ để sở hữu và giữ gìn những gì mà mình mong muốn. Vì mà chúng ta chứng kiến hàng triệu người và các tổ chức khác đang tự cản trở mình vươn đến những mức độ thành công mà họ hoàn toàn có thể đạt được. Mặc dù nhìn chung, ta đang bỏ ra hàng tỷ đô la để nỗ lực giải quyết vấn đề này. Vậy thì chuyện gì đang diễn ra ở đây? Chắc chắn, phải có điều gì bí ẩn ở đằng sau, ở bên dưới, mà nếu chỉ quan sát bình thường bạn sẽ không thấy. Lý do tiềm ẩn khiến bạn bế tắc. Hãy nghĩ về một tảng băng trôi. Ta đã biết là 90% đến 95% tảng băng nằm dưới bề mặt nước, chỉ có 5% đến 10% tảng băng trôi nổi trên mặt nước. Các nhà khoa học tại Stanford, MIT và các học viện danh giá khác đã khẳng định tâm trí con người có cách thức vận hành tương tự. Nhưng một tảng băng trôi, tâm trí chúng ta bao gồm hai phần, phần có thể thấy được và phần bị che khuất. Thay vì ranh giới là mặt nước, ta hãy gọi đường kẻ phân tách hai phần tâm trí là ranh giới ý thức và ta gọi phần 10% nhìn thấy được là ý thức, còn phần 90% bị che khuất là tiềm thức. Một từ khác dành cho ý thức là chủ đích, bởi vì nó đại diện cho lựa chọn. Theo các nghiên cứu khoa học, ý thức của bạn chỉ chiếm dưới 10% toàn chức năng của não. Điều đó có nghĩa là tiềm thức hay phần không chủ đích chiếm hơn 90% toàn chức năng của não tiềm thức của bạn bao gồm vô số suy nghĩ hành vi theo thói quen và không chủ đích chính vì vậy cụm từ tốt nhất để miêu tả tiềm thức là không có lựa chọn hãy nhìn xung quanh căn phòng của bạn điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi bước vào và tắt hết đèn đi nói cách khác tôi bỏ hết mọi nguồn ánh sáng trong căn phòng căn phòng chìm trong một màu đen và bạn hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Sẽ ra sao nếu tôi yêu cầu bạn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng? Trong một căn phòng tối như đêm, bạn có thực hiện nổi nhiệm vụ này không? Câu trả lời là không khả thi lắm. Bạn sẽ vấp phải cái bàn cái ghế dò dẫm xung quanh và không thể thay đổi dù là một vị trí nhỏ trong phòng. Bạn không thể sắp xếp đồ đạc trong phòng khi bạn không nhìn thấy và đồng nghĩa với việc bạn không có khả năng sắp xếp đồ đạc. Dĩ nhiên là không. Bạn hoàn toàn có khả năng làm được điều đó khi bạn có thể nhìn thấy mình đang làm cái quái gì. Tiềm thức của bạn cũng giống như căn phòng tối tăm mịt mù ấy. Chúng ta không biết có cái gì trong đó, đơn giản là vì chúng ta không thể nhìn thấy nó. Nó nằm ở bên dưới bề mặt nước, giống như là 90% tảng băng trôi. Một khi bạn không thể nhìn thấy một vật gì đó, thì việc thay đổi nó là cực kỳ khó khăn quay lại câu hỏi ban đầu tại sao có hàng triệu người dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để nỗ lực cải thiện bản thân nhưng vẫn bế tắc khi ta kết hợp cán cân thành công và tảng băng trôi của ý thức câu trả lời trở nên đơn giản đến mức kinh ngạc lý do nên thành công của bạn nằm ở ý thức mọi người đều muốn thành công ở tầng ý thức chúng ta đều biết thành công thì tốt hơn là không thành công dĩ nhiên bạn nghĩ tại sao chúng ta lại dành ngần ấy thời gian tiền bạc và sức lực để trở nên thành công hơn chứ vậy là lợi ích hay còn gọi là lý do nên thành công nằm ở ý thức của con người nhưng đã bao giờ bạn dừng lại và suy nghĩ về chi phí của quá trình thật sự cho phép bản thân mình thành công chưa tôi đã đặt câu hỏi này cho vô số người tham dự hội thảo và phản hồi tôi nhận được từ họ là Sự im lặng tuyệt đối Tiếp đến là hành động ngọ ngoại khá căng thẳng trên ghế Tôi gần như nghe được tiếng nói ong ong trong đầu khán thính giả Chà, mình chưa bao giờ nghĩ về chuyện này Chi phí của việc thật sự là cho phép bản thân mình thành công là gì nhỉ? Hay nói cách khác Bạn đã bao giờ quan tâm đến việc lý do nên thành công của bạn nằm ở ý thức chưa? Còn Lý do không nên thành công của bạn lại nằm ở tiềm thức. Khi tôi mời các thính giả đưa ra ví dụ về những gì mà họ xem là chi phí của thành công, thì đây là những câu trả lời phổ biến. Chẳng phải cần rất nhiều thời gian để thực sự thành công sao? Tôi quá bận. Nhìn vào danh sách những việc mà tôi phải làm này. Tôi không muốn nhận thêm trách nhiệm nữa. Nếu gia đình tôi không chấp nhận thì sao? Nếu bạn đời bạn đời của tôi ấy, ganh tị với tôi thì sao? Nếu có người cười nhạo tôi thì sao? Nếu bạn bè không thích tôi nữa thì sao? Nếu tôi thành công nhưng không được lâu thì sao? Nếu tôi phải xa gia đình quá lâu thì sao? Nếu tôi chạy theo rồi mất tất cả thì sao? Nếu, nếu, nếu... Và đây, chỉ là những phản hồi tức thì. Tôi đặt câu hỏi cuối cùng ở đó, để bao gồm tất cả những cái nếu mà ta tự hỏi mình. Bạn có nhận ra điểm chung trong những lý do không nên thành công này không? Chúng đều nằm trong tiềm thức của bạn. Nghĩa là, không ai thức dậy vào buổi sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ và reo lên. Ai cha, mặt trời đang tỏa sáng, chim chóc hót líu lo, và tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ cản trở mình thành công. Cũng chẳng có ai đi phát biểu. Tôi nghĩ tôi sẽ mua quyển sách này hay tham gia một hội thảo này, hay đăng ký chương trình đào tạo này, để biết cách hủy hoại bản thân nhiều hơn ở tầng nhận thức mọi người ai cũng muốn thành công nhưng chính bởi lý do không nên thành công của bạn nằm ẩn sâu trong tiềm thức nên nó cũng giống như việc lái xe trên đường đời với một chân đạp thắng liên tục tại sao chân bạn lại đạp thắng giả sử bạn làm việc cực kỳ chăm chỉ phấn đấu để thành công có thể bạn đã tham gia một chương trình huấn luyện hoặc đến dự một buổi hội thảo khiến bạn thấy mình tràn đầy nhiệt huyết hay đọc một quyển sách thật sự có ý nghĩa bạn bắt đầu có những thay đổi tích cực trong cuộc sống bạn làm theo những chỉ dẫn và đoán thử xem điều gì xảy ra mọi thứ bắt đầu phát huy tác dụng sau mọi nỗ lực sự tập trung và tiền bạc mà bạn bỏ ra bạn cũng bắt đầu gặt hái được những gì mà bạn đang theo đuổi bạn đang tiến dần đến điều mà bạn mong muốn bạn ngày càng tiến bộ và kiếm được nhiều tiền hơn, bạn trở nên thành công hơn từng ngày. Chuyện gì xảy ra sau đó? Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm. Nghe thật điên rồi. Nhưng thực tế là bạn bắt đầu nếm trải cảm giác người ta gọi là sợ hãi khi vừa đạt được những gì mà bạn nỗ lực phấn đấu bấy lâu nay. Nhưng tại sao người ta cảm thấy sợ khi vừa đạt được những gì mà mình muốn? Điều này xảy ra là do cán cân của thành công Bắt đầu bị nghiêng Mà bạn không hề biết Lý do không nên thành công trong tiềm thức của bạn Những thứ bạn không thể thấy Vì chúng bị che khuất Bạn nhớ chứ Bắt đầu lên tiếng với bạn Rằng ngay Mày nghĩ mày đang làm gì thế hả Mày không lo nổi đâu Nếu mày không thể duy trì được mãi thì sao Tại sao mày không dừng lại ngay bây giờ Để sau này khỏi bẻ mặt Vậy bạn sẽ làm gì Mọi người sẽ làm gì trong tình huống này bạn sẽ làm mọi thứ để chấm dứt cảm giác sợ hãi đó, bởi sợ hãi là một trong những cảm xúc mà con người không muốn đối mặt. Vì thế, thay vì xem xét lý do tại sao mình có cảm giác ấy, bạn ngừng làm những gì đang mang lại kết quả bạn đạt thắng. Bạn tự hủy hoại bản thân. Bởi làm như vậy thì cảm thấy dễ chịu hơn là sợ hãi. Rồi sau đó, bạn quay sang chỉ trích chính mình. Bây giờ bạn có thể nói với bản thân rằng Bạn đã đúng Thế chưa? Đã bảo mà Tao biết mày không chịu nổi đâu Tại sao phải bận tâm cơ chứ? Bạn nghe có quen không? Nếu bạn gật đầu Thì hẳn quyển sách này dành riêng cho bạn Nhưng điều chưa ai xét tới Lại là một sự thật đơn giản Cảm xúc là kết quả Không phải nguyên nhân Cảm xúc không tự nhiên sinh ra khi bạn trải nghiệm một cảm giác hay là cảm xúc nào nó xuất phát từ một nguyên nhân sâu thẳm trong lòng của bạn vậy điều gì đã gây ra cái cảm giác sợ thành công hay là hội chứng đạp thắng chính là lý do không nên thành công trong tiềm thức của bạn đây chính là điểm mấu chốt không phải bạn tự cản trở mình đến thành công là vì bạn không biết làm sao để thành công bạn tự cản trở mình vươn đến mức độ thành công mà bạn hoàn toàn có thể đạt được là vì bạn quá nhiều lý do không nên thành công trong tiềm thức so với lý do nên thành công trong ý thức. Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra rằng đọc một quyển sách hay không chỉ giúp bạn trang bị thêm kiến thức mà còn giúp bạn vui vẻ hơn, tự tin hơn và có nhiều động lực hơn. Quý vị và các bạn, vừa theo dõi xong nội dung của chương 1